chụp đi con. Ba có đem, ba có đem máy chụp hình. Ba có đem, ba ba rồi chụp hai mẹ nè, con đi ba. Chụp đi con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba, chụp hai mẹ con. Hai mẹ con làm gì đây? Dạ chụp thì hình. Thì ông kêu là gia đình mình ra ngoài cầu. Ra ngoài cầu đâu phải là chụp hình. Nè chụp cái bếp đao thành phố sau lưng đẹp lắm. Ai nói, ai nói? Chứ ông sao? Nói. Tôi nói là ra đây là mình ngủ dưới gầm cầu. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Xuống, xuống, chui vô gầm cầu ngủ nhanh lắm. Gì vậy mẹ, bác ơi, gì vậy? Tự nhiên cút xong á, mình biểu mẹ con tôi mặc đồ vậy nè, rồi mình biểu ra cầu, thì tôi nghĩ mặc đồ này ra cầu chụp hình. Đúng chứ rồi. Sao mà tự nhiên là biểu đi ra ngoài gầm cầu ngủ là sao? Trời ơi, bà không có biết gì hết. Mới coi sách đây nè, năm nay là năm gì? Năm tế. Bà tuổi gì? Tuổi ngọ. Con tuổi gì? Con tuổi mèo. Còn tuổi nè? Tuổi dậu. Đúng rồi, tứ hành xung. Mình sẽ ra gầm cầu mình ở, căn nhà mình khóa cửa để đó, đến khi có một cái tuổi nào hợp với mình, chẳng hạn như là tuổi thìn, tuổi thân tới, người ta mở cửa, mình mới về được, hiểu chưa? Ủa sao kỳ cục vậy ông? Rồi thí dụ như là bây giờ là từ giờ cho tới ngày mai nè, không ai tuổi thân, tuổi thìn hết rồi, mẹ con nghĩa là mình ở với ông ở đâu? Ở suốt đời ở đây. Trời ơi. Bà biết tại sao mà tôi cho mặc đồ này không? Sao vậy? Bây giờ nè, bà nghĩ đi. Đêm, ha, đêm tối vậy, tự nhiên tôi mặc một bộ đồ bia ma, còn bà bận một bộ đồ ngủ, còn thằng con mình nó mặc một cái quần tà lõn và một cái áo thun ba lỗ. Ra đây ngồi đây ai coi cho được. Đó, mình mặc giày gọi là ngụy trang. Trời, ba ngụy trang mà cái màu sắc nó chói chang chứ ngụy trang cái gì? Biết tại sao không? Người ta tưởng là mình đi chúc Tết, mình biểu diễn Tết. Người ta tưởng đoàn hát. Trời người ta không để ý ơi. Ủa nhưng mà tự nhiên có nhà không chịu vô cái. Thôi ra được rồi ngồi. Bây giờ mà giờ má con mình lên cầu để thấy người nào quắc quắc, cái mình hỏi ai tuổi thân tuổi thìn không, rồi mở cửa cho má con vô. Không được, không được. Ủa thì đi kiếm cái người hợp tuổi. Không được. Tao không được ba. Người ta gọi là thiên cơ bất khả lộ. Chắc con nghĩ nè. Sao là sao? Con nghĩ phải đợi chờ. Mình phải đợi chờ. Và nên với một điều kiện nữa nha, khi gặp những người đó là không được nói chuyện. Trời ơi, không nói chuyện làm sao biết người ta tuổi thân hay tuổi thìn, rồi người ta hỏi mình cái gì mà không trả lời được luôn hả? Mình phải hỏi chứ ba. Không hỏi, sách ta ghi là không được hỏi chứ ra dấu thôi. Rồi bây giờ, ví dụ hỏi rồi tôi phải làm sao? Ví dụ như mình đúng, đơn giản thôi, đúng là mình gật đầu đúng chưa? Đó. À, rồi thì mình hỏi ta cái gì là gật đầu, à. Và không đúng là mình lắc đầu. À. Đừng. Lắc đầu xui lắm. Sao xui? Lắc đầu mắc gì xui đó. Nè, má con có vô trong bệnh viện chưa? Là sao? Mỗi lần vô bệnh viện gặp bác sĩ á, mình hỏi con tôi bị gì, cái bác sĩ lắc đầu, con nghĩ là bỏ tay. Không nên, không nên. Vậy chứ bây giờ, à vậy là mình ra dấu, hễ mà đồng ý á thì mình gật đúng, mình gật đầu phải không? À. Còn nếu mà không đúng thì má con mình là dây. À, không được. Trời ơi, chữ ít này là xui. Sao xui ba? Sách có ghi, sách có ghi. Trời ơi, để chữ ít vô là xui, là xóa, là không còn cái gì trên cuộc đời này nữa, hiểu không? Trời ơi, vậy chứ giờ sao? Đừng suy nghĩ, chị nó mệt lắm. Mở sách ra coi. Nè, đồng ý thì mình gật đầu một cái, đúng không? Không đồng ý, gật đầu hai cái. Ê, có người thân. Chúng mày vô bi mày. Ê, có cái chiếu A chạy sẵn nè. Vô ngồi, không được nói gì hết nha. Bởi ta nói ở đời không ai học được chữ ngờ. Thi thương quá trời quá đất không? Tôi tưởng tôi khổ rồi, mà còn gặp mấy người này còn khổ hơn tôi nữa trời. Tôi đi làm lao công, vậy mà tôi cũng có cái mái nhà. Không có nhà mà về nữa, ở ngoài đường ngoài xá thấy thương quá à. Nè, ba người không có nhà ở đúng không? Đất ơi, tội nghiệp ghê không. Nhưng mà nói nghe nè, ta nghèo thì ta mặc đồ đơn giản, sao mà màu sắc dữ vậy? Nói nghe nè, chắc cũng đói lắm đúng không? Đói nè. Đằng kia mới cho miếng chay thôi kệ, lá lành đùm lá rách đi. Nè, ăn đi. Đói đúng không? Thì ăn đi. Kỳ vậy ta, đói thì gật đầu, mà đưa thì đẩy ra là sao? Trời ơi, nghèo cũng tự ái quá hen. Giờ để đó đó rồi tôi đi rồi ở đây ăn hen. Mà nói nghe nè, nãy giờ tôi đi quét rác tôi cũng mỏi chân quá, giờ ngồi tâm sự với mọi người chút. Nói nghe nè, mấy người bộ câm hết hả? Xin lỗi nghe, trời ơi, nói ngay
trúng ngay cái bệnh, cho nên tại vì thấy không có nói chuyện thì tôi biết thôi đừng có giận tôi ha, mà nói cho tâm sự cho nghe nè, thấy thương lắm. Tôi số tôi sao, ăn hiền ở lành, tôi giúp đỡ người mà lấy chồng tao nói khổ ghê gì đó. Vui thôi, buồn thì đánh nè. Chồng tôi đó, chồng tôi đó đánh tôi, mà tôi làm việc phục vụ không hết mà nó đánh tôi là tôi sai đúng không? Hả? Nè nghe hỏi lại, có nghĩa là tôi sai cho nên chồng tôi mới đánh tôi đúng không? Gì vậy? Có nghĩa là tôi phục vụ mới vui thôi mới buồn đánh tôi, vậy là tôi sai hả? Chồng tôi đúng hả? Trời, sao tự nhiên tôi nói chuyện với mấy người này sao tôi hoang mang vậy trời? Tôi hiền lành mà sao chồng tôi quýnh tôi, vậy là tôi sai. Trời ơi, bây giờ tôi hoang mang rồi, tôi không biết là tôi sao. Như vậy là cái số tôi khổ bị đánh, chồng đánh dài dài hả? Không, vậy là mình bậy hả ta? Mình làm bậy chồng mình mới đánh mình đúng không? Hiểu rồi. Vậy về mình phải làm sao cho chồng mình đừng đánh mình trời. Trời đất ơi, sao tự nhiên tôi hoang mang vậy ta? Tôi hoang mang quá trời quá đất vậy trời. Tôi làm sai hả ta? Thôi đói, ăn đi. Trời ơi, con mệt quá. Cái gì vậy? Con mệt quá. Đã nói là không đúng là hai cái gật đầu rồi, bây giờ là bả tưởng là đúng. Rồi tự nhiên giờ là bá hoang mang là cái kiểu này hả, là chắc bà để cho chồng bà quánh bà hoài luôn đó. Trời ơi, không có sao đâu. Nói chung là tại vì người đàn bà mà người ta không có chịu cương quyết suy nghĩ của mình. Mình phải tự suy nghĩ mình đúng sai chứ. Hỏi người khác làm gì? Trời ơi, mà con gật muốn sai cổ luôn á. Thôi ba ơi, mình bỏ chuyện này đi ba ơi. Trời ơi, một năm có 365 ngày, có một ngày tôi ráng đi. Nhiều lúc nhìn những chuyện mà không đúng như mình phải làm như vậy. Nhưng mà sách vở nói vậy mà. Bây giờ ông thử ông nghĩ đâu, bây giờ người ta nói không đúng đó, mình cũng gật đầu cái kiểu này là mình hại người ta đó, ông thấy chưa? Ý mà nói là bây giờ mình phải đổi động tác khác đúng không? Để cho đỡ vì hiểu lầm đúng không? Để tôi coi coi. Hay quá, hay quá. Có trao đổi. Đổi gì nữa ba? Đây nè. Thục thò. Mình dùng động tác thục thò. Thục thò là gì ba? Có nghĩa là khi mình đồng ý thì mình thò, khi mình không đồng ý mình thục. Thà là cái này đi con. Ổn hả mẹ, chứ con thấy sao má nghĩ là ổn sao mình đó. Không mở miệng mình nói đại chứ rồi kiên kỵ gì quá. Thiên cơ bất khả lộ. Thôi ráng đi. Ủa? Trời sáng tới nơi đó, rồi có người thân thình vậy mình đi vô nhà. Ráng đi. Có người chết chưa? Có người. Rồi. Có người mình hỏi người ta tuổi gì luôn đi. Không hỏi. Nhớ. Đứng lại nói chuyện với em con là. Đứng lại cái gì em nhằn anh từ nãy giờ nhức đầu quá luôn á. Cái chuyện em làm đúng nè, có gì đâu mà sai mà anh làm gì kỳ cục vậy? Đúng, anh nói chuyện với em đó. Anh nói em á là đi chùa thì mình cúng mình cắm một cây giang là được rồi, chủ yếu là lòng thành của mình. Còn em á là em cầm bó nè, có chỗ nào? Em cắm bó, giờ này em cắm bó, giờ này em cắm bó, bây giờ đi chùa ai cũng như em, chịu sao được? Ủa anh mắc cười quá, anh nói lòng thành đúng không? Ừ. Thì cái lòng của em là lòng một bó. Ủa em cắm một bó, chuyện của em mua một bó, không biết em rút ra cây em cắm xong rồi nguyên cái gần một bó kia em quăng đi đâu? Cái lòng thành của em như vậy là sai rồi. Anh mới là sai đó. Chủ yếu là từ tâm đó. Thôi, đừng nói chuyện nữa, anh sai. Thôi được rồi, bây giờ anh với em, ai cũng có cái tôi của mình hết đúng không? Đúng. Bây giờ có người ở đây nè. Nhìn cách ăn mặc là biết gia đình rồi. Bây giờ nhờ người ta phân xử có ai đúng hay sai nha. Rồi. Đây. Dạ. Kính thưa gia đình cơ nhở. Trời ơi anh ơi, nói nghe nè. Hả? Sao tự nhiên mình nói gì mà người ta thủ rồi quýnh mình vậy? Thôi người ta không có thích nói vậy đâu. Anh nói khác đi, người ta thục vô tao quýnh mình đó. Rồi. Dạ. Kính thưa gia đình không cơ nhở. Trời ơi. Người ta cơ nhở mà em nói không cơ nhở, người ta không chịu kìa, em thấy không? Thì hồi nãy mình nói gia đình cơ nhở cũng không chịu, mà không cơ nhở cũng không chịu. Hiểu rồi, bây giờ gia đình này là người ta kỵ cái chữ cơ nhở đó. Rồi. Bây giờ nói cái từ khác đi. Cố lên nha. Dạ kính thưa gia đình không may mắn. Ủa, ta không thích từ đó đâu. Dạ. Nói là khác đi. Kính thưa gia đình may mắn.
Thấy chưa, cái mặt người ta không may mắn, mẹp nó may mắn kìa, người ta đâu có chịu. Thôi, em nghĩ là gia đình này có vấn đề nè. Được rồi, để em. Không may mắn. May mắn. Không may mắn. May mắn. Không may mắn. May mắn. May mắn. Không may mắn. May mắn. Thôi. Anh hiểu rồi. Gia đình này là gia đình nhà võ, người ta kiệm lời lắm. À, vậy thì bây giờ mình đừng có nói cái từ đó nữa, mình nói gia đình bình thường đi. Dạ. Ha? Dạ, kính thưa gia đình. Chắc nãy giờ gia đình cũng đã hiểu câu chuyện của tôi và bạn gái tôi là đúng không ạ? Vậy thì bây giờ tôi hỏi gia đình là bạn gái tôi đi chùa cắm một quả giang như vậy là đúng hay là sai? Vậy tôi đi chùa mà tôi cắm một cái giang như vậy là đúng hay là sai? Ngồi đây nói nghe nè. Thôi bây giờ mình đừng có hỏi nữa, gia đình này cọc lắm. Hỏi cỡ nào cũng chỉ đấm mình thôi à, đòi quýnh mình thôi à, chứ không có trả lời đâu. Thôi gia đình cứ hóng mát đi nha. Dạ, tụi tôi xin phép ạ. Dạ. Mai mốt đừng có thấy người ta rồi quýnh lộn quýnh lạo nha, cọc quá à. Dạ, bớt ngồi đừng lại nha. Cọc thôi là cọc luôn á. Dạ, có hết chịu nổi, con mệt quá đây. Đó, bây giờ á, người á thì nói gia đình cơ nhở, người nói gia đình nó không bình thường, gia đình bạo lực thôi, dẹp mấy cái vụ đi, cứ ba muốn làm con ông đi thấy về không? Nhà. Đó, bây giờ thục thòi người ta có nghĩ là mình thủ thế đánh người ta, thấy chưa? Trời ơi, một năm có 365 ngày, đó. Mình ráng chịu đựng sự nhục nhã, sự hiểu lầm đi, để mình qua khỏi cái chuông này, hiểu chưa? Con ráng con. Mệt quá, con muốn về nhà ngủ, con muốn nằm trong phòng của con muốn nhà bự ơi là bự thì không cho vô nhà. Đi về nè, phải không? Con bây giờ con cho qua luôn, lỡ xui xẻo đến thì sao? Lúc đó thực sự là con sẽ ở ngoài này luôn, không được ở cái nhà lớn nữa thì sao? Bây giờ mình phải ráng lên chứ. Nhưng mà thôi bây giờ người ta hỏi má con tôi không trả lời gì hết đi cho đâu. Không trả lời luôn. Ba muốn làm gì ba làm. Không ra dấu luôn. Không ba có làm. Được, trong sách đó là cả nhà mới đồng lòng. Dù trong lòng người đó không chịu cũng phải đồng lòng, hiểu chưa? Thì con không chịu thì đổi cái động tác khác. Trời ơi, mẹ nói gì đi chứ ba vậy hoài. Thầy xích. Cái động tác là dễ nè. Động tác là dễ nè ba. Lên. Con ráng lên. Nè, không có thục thò nghe chưa? Không thục thò nữa. Không có một cái gật, hai cái gật nữa nghe chưa? Động tác này người ta sẽ dễ hiểu hơn. Mà không làm gì người ta hết, hiểu không? Hoài luôn á. Đây nè, ví dụ như mình đồng ý thì mình nhảy luôn một bước. Mình không đồng ý thì mình nhảy lên một bước. Ủa sao ngược vậy? Thường thí dụ như là mình đồng ý thì mình nhảy lên, mình không đồng ý thì mình nhảy lùi. Cái này tại sao mà đồng ý là nhảy lùi, còn không đồng ý là nhảy lên? Trời ơi, sách người ta đăng sao mình làm vậy? Thôi trời ơi, con không biết sách ở đâu mà kiếm đâu ra. Kệ đi, dù sao cũng đỡ hơn là gật đầu đánh đấm. Hơi ngồi nghỉ đi. Rồi bây giờ đồng ý là lùi, không đồng ý là nhảy lên. Đúng rồi, bây giờ mình tập thử làm lùi. Đi, tập thử làm đi. Ra đây làm đi, con không làm luôn á. Bắt đầu nè, đồng ý. Lùi. Không đồng ý. Lên. Đồng ý. Lùi. Không đồng ý. Đó, thấy chưa? Thấy đẹp không? Giống mình múa thôi mà, có gì đâu con. Thấy chưa? Ngồi xuống đi con, ngồi xuống nghỉ đi con. Ê, không có giỡn mặt nha. Ở đâu tới chiếm chỗ tôi? Tôi hỏi ở đâu tới đây chiếm chỗ tôi? Mọi người tới đây chiếm chỗ tôi đúng không? Nè, tôi đang hỏi đàng hoàng nha, đừng có tấn công tôi kiểu đó nha. Tấn công tôi tấn công lại nha. Tấn công tôi phải không? Chà, ba chọi một không chọi cũng què sao ta. Tôi nói trước một lần nữa nha, nếu tấn công tôi là tôi báo công an nha. Gia đình mấy người đang có vấn đề phải không? Ai đang xuống mấy người phải không? Mấy người câm đúng không? Nè, tấn công tôi đó là tôi la làng, tôi báo công an nha. Tấn công hả? Tôi tên là tôi chọi. Tấn công không? Bị xỉu rồi ông ơi. Ông ơi, đi đưa con về nhà lấy thuốc xỉu con uống không? Trời ơi, bây giờ đưa gì kịp mà đưa. Ủa bị xỉu hả? Bây giờ tôi chạy về nhà lấy thuốc xỉu. Nè, tôi có thuốc xỉu nè. Ờ đó, tôi có thuốc xỉu. Tôi cũng bị xỉu hả? Còn có mấy tiếng đồng hồ nữa hả? Ủa đó, trời ơi, bị xỉu tại sao đi ra đây? Ủa mà con, thôi dẹp đi, không có câm nữa.
không có đi giấu nữa, mệt quá rồi. Ổn chưa, ổn chưa, ổn chưa. Xuống đi, đỡ đỡ xuống coi. Ủa mà sao vậy? Đó, cho ông vừa lòng vừa dạ. Mà sao, cái gia đình này sao, chỗ này là chỗ của tôi nè. Người ta đánh mình đó mẹ, người ta đánh mình đó. Không có đâu. Sao, giờ nói rõ đi, không có là tôi xử á. Nhà tôi ở phía bên kia kìa, có nhà có cửa đàng hoàng. Mà tại chồng tôi nè, cứ mê tín dị đoan, nói là cái gì mà tứ hành xung gì á thì phải ra ngoài đường, chừng nào có người nào mà hạp á thì mới được vô nhà. Bắt ngồi ngoài này mà không cho nói chuyện, cứ bắt này giấu nãy giờ biết bao nhiêu là khổ sở vì chồng tôi nè. Rồi thí dụ như là cái cô này có hung hăng nè, mà không cho mẹ con tôi nói chuyện, rồi cầm nguyên cái chỗ bông trộn đầu mẹ con tôi, có xảy ra máu đổ phải không? Cái này còn xui hơn là cái kiên cử của ông nữa. Trời ơi, tôi đâu có biết mà nó lên kia dữ dội vậy. Thôi, làm ơn gia đình, làm ơn bỏ cái vụ này giùm tôi đây. Nhân chứng sống là tôi đây, cũng vì sông đất, cũng vì tin theo mà sách này mà mê tín dị đoan mà bây giờ tôi mới ngồi gầm cầu nè. Tôi kể cho nghe, gia đình tôi với quê khá lắm. Tôi nói là năm sau là năm tuổi của con, là năm là thịnh vượng con. Gia đình phải bán hết đất để con lấy tiền con lên Sài Gòn con đầu tư. Nếu mà con thắng con về con xây nhà lầu biệt thự, nếu mà con thua là con sẽ đi gầm cầu. Lời nói tôi như đinh đóng cột, bây giờ tôi thua đó, giờ tôi ở gầm cầu đó, đó, nhân chứng sống đây. Ông thấy chưa? Đừng có mê tính mấy cái vụ này với giùm cô tôi cái gì với ông nội. Ủa tức là cô là coi trong sách rồi làm theo sách. Chính xác, coi theo sách, làm theo sách. Mà cuộc đời tôi giờ sống gầm cầu, giờ nhục quá đâu có dám về. Tự lời nói ra như đinh đóng cột mà sao trở về. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, tôi đâu có nghĩ là nó ghê gớm như vậy. Đó, người ta nghĩ là kìa, chỉ cần một năm 365 ngày mình chừa một ngày để làm đúng theo sách vở thôi thì mình tai qua nạn khỏi, cái gì hên xui nó, hên nó sẽ đến xui nó đi. Ai biết chuyện này xảy ra đâu. Giờ thôi, sao? Giờ có cho má con tôi về nhà không? Thôi, gia đình đi về nhà đi. Đi đi, chở tôi vô tôi đang nhanh lên, nhanh lên. Thôi được rồi. Bây giờ nghe như cô ấy nói thì có thể là sách vở nhiều lúc cũng không đúng lắm. Mà nhất là con mình nó đang bị xuyển nữa. Tôi chiều ý bà, cho nó về. Có nhà, có cửa mà không có ra, không có ở. Mà nè, cho tôi nói cổ một câu nha. Rồi nói đi. Nói cô nghe nè, cái gì cũng vậy, không có cha mẹ nào mà từ bỏ con đâu. Bây giờ mình lỡ mình làm ăn thất bại rồi, mình về mình xin lỗi cha mẹ đi, rồi cha mẹ với mình cùng nhau mà gây dựng lại. Chứ bây giờ cô nghĩ đi, cô nằm ở gầm cầu vậy nè, rồi nửa heo, nửa đêm, nửa hôm, rồi mưa gió, rồi bệnh hoạn, đâu có ai lo cho cô. Về thì được rồi, nhưng mà lời nói như đinh đóng cột mà. Thôi bỏ đi, tôi lấy đồ. Đúng lắm, không có về được. Lấy đồ dứt ra được hết á. Được nha. Hết, nhưng mà bây giờ khuya lắc khuya lơ là xe cổ đâu mà về không kể, ở lỡ đợi ngày hôm nay đi, ngày mai sáng mai là mọi chuyện nó khác giờ rồi. Giờ tôi nói nghe nè, mình hay là bây giờ mình mời cổ về nhà mình đi, rồi xong xuôi cái mình cho cổ tá túc qua đêm nay, rồi sáng ngày mai á cái mình cho cổ ít tiền để cổ về được không? Trời ơi, làm sao biết cổ tủ gì, biết cổ không thảm thì sao? Thôi, thảm thảm gì nữa. Đúng rồi. Bây giờ vợ chồng tôi á, dạ, mời cô về nhà, rồi xong cái ngày mai cái vợ chồng tôi cho cô ít tiền để cô về quê được không? Dạ, thấy cũng được. Cô khổ quá. Dạ, khổ thì không phải là khổ, nhưng mà cái giữ uy tín, lời nói như nói ra là như đinh đóng cột. Nhưng thôi kệ, thà mình chịu vậy đi, ngày mai mình về không sao. Lỡ mà không có hợp tuổi vô nhà, nó bắt công là chú là khổ nữa. Dạ, được, không được, đừng buồn tuổi gì hết đi chưa. Dạ. Cô tuổi gì? Dạ, con tuổi thân. Ê, tuổi hợp. Cái gì? Dạ, tuổi hợp đó hả? Quên, không cần hợp, mời cô về nhà. Đi về nhà tôi. Về nhà cô chú nha. Dạ, dạ. Con được về nhà.